thông tin tại thông báo số 37 TB BTC của Bộ Tài chính, thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về chương trình công tác trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Cụ thể, do dịch COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo việc tổ chức và thực hiện đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022 được an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ không tổ chức gặp mặt chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị trong thời gian trước và sau kỳ lễ nghỉ Tết. Đồng thời, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, tổ chức đón Tết nhâm dần 2022 đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 35 CTTTG ngày 31 tháng 12 năm 2021 ngoài ra thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ quán triệt cán bộ công chức viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp đặc biệt nghiêm cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công và các hoạt động trái quy định đặc biệt là các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp tết lễ hội ngay sau kỳ nghỉ tết các cơ quan tổ chức đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc không để chậm trễ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ được giao thông báo của bộ tài chính nêu rõ